Quý vị và các bạn thân mến, theo ban tổ chức, giải vô địch cờ vua trẻ năm nay có 30 đơn vị đăng ký thi đấu với 451 kỳ thủ và quy tụ đầy đủ các kỳ thủ xuất sắc của cờ vua nước nhà cùng góp mặt tranh tài. Giải diễn ra từ ngày 5 đến 15 tháng 7 tại khách sạn Vạn Phát Riverside thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Riêng thành phố Cần Thơ cử đoàn kỳ thủ có tiềm năng về chuyên môn ở các nội dung cờ truyền thống, cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp nhoáng theo các nhóm tuổi từ 6 đến 20 tuổi. Bên cạnh đó, đơn vị đăng cai thành phố Cần Thơ huy động mọi nguồn lực để tổ chức thành công theo yêu cầu của ban tổ chức đề ra. Ở trường con nghe hiểu và học cái cây cục mới. Còn ở nhà con lên mạng đánh cờ, với giải câu đố. Để chuẩn bị cho giải trẻ xuất sắc ở Cần Thơ lần này, trên lớp con đã giải bài tập và đánh cờ cùng với các bạn để học hỏi thêm kinh nghiệm, những bài tập hay với các chiến thuật khó để con chuẩn bị cho giải. Trong thời gian qua, bộ môn thường xuyên tổ chức cho các em ở những tiếng trẻ và năng khiếu mình thi đấu chung với nhau để các em có điều kiện giao lưu cọ xát và áp dụng những cái khai cuộc mới mình đã được học, cũng như là vận dụng những kiến thức mình đã được học vào cái ván đấu thực tế. Cùng góp mặt tranh tài với các kỳ thủ xuất sắc cùng trang lứa, ngành thể dục thể thao thành phố cử 41 kỳ thủ đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của ban tổ chức. Cụ thể, các kỳ thủ nam nữ phải đạt thứ hạng từ 1 đến 30 theo xếp hạng của Liên đoàn Cờ Việt Nam ở các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp nhoáng và đạt 6 hạng đầu ở nội dung cờ truyền thống thuộc các nhóm tuổi từ 6 đến 20 tại giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia. Ở từng nội dung, các kỳ thủ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ chính gián. Là đơn vị chủ nhà, các kỳ thủ thành phố Cần Thơ tích cực luyện tập dưới sự dẫn dắt của huấn luyện Lý Quốc Long và đặt dưới quyền giám sát của chuyên gia từ Hoàng Thái với mục tiêu cụ thể. Sau những cái đấu vừa qua thì em thấy là những bạn cùng trang lứa và những đối thủ của em đều là những đối thủ rất mạnh. Và cho nên là em sẽ cố gắng để có thể đạt được huy chương. Hiện nay bộ môn cũng có những cái bé ở những các lứa tuổi nhỏ rất là mạnh. Và ở giải trẻ quốc gia vừa rồi thì có những bé cũng đã đạt huy chương vàng. Thì ở giải này thì các bé đó cũng sẽ tiếp tục thi đấu và nỗ lực để bảo vệ cái huy chương vàng đó. Thì bộ môn tin rằng là sẽ hoàn thành được chỉ tiêu mà bộ môn đã đặt ra. Giải đấu là cơ hội để các kỳ thủ nhí thành phố Cần Thơ có dịp thi đấu để cọ sát nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời giúp các nhà chuyên môn quan sát, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện và khả năng chuyên môn của từng kỳ thủ để tuyển chọn các vận động viên trẻ xuất sắc, bổ sung cho đội tuyển quốc gia, sẵn sàng thi đấu tại các giải trong khu vực, châu lục và thế giới.